Suýt mất Trường Giang, giờ nhà Phương đã lột xác gợi cảm tuyệt đối, váy cài kim băng vẫn quá đẹp. Sau 2 tháng im hơi lặng tiếng, nhà Phương diện bộ đầm trắng khoe vai trần gợi cảm khi làm giám khảo cuộc thi phim ngắn My Dream của VTV6. Xuất hiện tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn My Dream, nhà Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Có người đặt câu hỏi, thường đóng vai chính trong những bộ phim tâm lý tình cảm, nữ diễn viên thường mất bao lâu để có thể khóc theo yêu cầu của kịch bản. Nhã Phương trả lời rằng, trước khi ra phim trường, cô đọc kỹ kịch bản và nhập tâm vào nhân vật. Nên khi đạo diễn yêu cầu, cô có thể khóc rất nhanh. Khải Anh, đạo diễn của Ngày Ấy Mình Đã Yêu tiết lộ rằng, tôi thử Phương thì mất khoảng 20-30 giây là Phương có thể khóc. Với vai trò giám khảo, dù đang bận rộn với các dự án phim, Nhã Phương vẫn dành thời gian để xem qua những bộ phim dự thi từ các nhóm làm phim trẻ trên toàn quốc và gửi những lời nhận xét công tâm để chọn ra được những đại diện xuất sắc cho mùa giải đầu tiên. Nhã Phương là một trong hai bóng hồng xinh đẹp trong dàn ban giám khảo với những cái tên uy tín trong lĩnh vực phim như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Lý Thái Dũng, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hà, nhà báo Diễm Quỳnh, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, đạo diễn Khải Anh, diễn viên Việt Anh Hứa Vĩ Văn. Kể từ khi xảy ra scandal tình cảm của nam em Trường Giang, Nhã Phương rất ít khi nhận lời xuất hiện tại các sự kiện. Cô cũng từ chối mọi câu hỏi về 10 khó và hứa sẽ có câu trả lời rõ ràng cho công chúng vào thời điểm thích hợp. Hiện tại có nhiều bằng chứng cho thấy Nhã Phương chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của Trường Giang, cả hai quay về bên nhau nhưng chưa công khai với người hâm mộ. Trước khi xảy ra scandal với nam em, Trường Giang từng công khai cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn chưa đeo nhẫn mà bạn trai tặng. Thời gian gần đây Nhã Phương thường chọn những trang phục gợi cảm. Nữ diễn viên tự tin khoe vai trần trong bộ trang phục màu trắng đầy nữ tính. Không chỉ có thảm họa đâu, giọng hát live thật của Diệu Nhi gây bất ngờ. Mỹ nhân chiến dịch chống ế có thể hát cả dân ca cực ngọt ngào, bao khán giả phải ngỡ ngàng vì không tin đây là sự thật. Từ trước đến nay, Diệu Nhi được công chúng yêu mến, không chỉ nhờ vào các sản phẩm nghệ thuật mà còn thông qua các đoạn clip cover. Nữ diễn viên cực hứng thú trong chuyện hát các ca khúc hot đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hầu như bài nào Diệu Nhi cũng phá hit và hát bất chấp dù không bắt được nhịp hay không thuộc lời. Dù khả năng ca hát không hay, nhưng nữ diễn viên rất thích thú trong việc thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi đoạn clip này đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bởi lẽ tính vui nhộn và hài hước của cô cũng đủ làm khán giả yêu mến. Tuy nhiên, mọi thứ đều không như mọi người đang nghĩ. Giọng ca thật của Diệu Nhi, khi cô hát nghiêm túc lại khá ngọt ngào, chạy theo đúng nhịp nhạc mà còn có cả luyến láy. Điều này được chứng minh qua phần thi của cô tại chương trình Trời Sinh Một Cặp năm 2017. Diệu Nhi diện áo dài cách tân cực nữ tính và thể hiện ca khúc dân ca Chị Đi Tìm Em. Người hâm mộ có được một fan hốt hoảng khi không nghĩ rằng nữ diễn viên có thể hát được tốt đến như vậy. Bấy lâu nay ai cũng thấy một Diệu Nhi phá hit, chứ hiếm khi nào cô hát một cách nhẹ nhàng từ tốn như thế này. Nói về vấn đề tham gia cuộc thi và thể hiện khả năng ca hát, người đẹp từng chia sẻ rằng, trước đây tôi thường post những clip hát tào lao trên mạng chỉ với mục đích mang lại những phút giây vui vẻ, thư giãn cho khán giả, chứ không hề có toan tính giấu nghề. Thực ra đôi lúc tôi cũng post những bài hát nghiêm túc đó chứ, nhưng chắc do những clip hát kiểu hài hước, nói nhiều và ấn tượng hơn nên khán giả chỉ nhớ một Diệu Nhi thảm họa âm nhạc mà thôi. Trấn Thành khoe ảnh chứng minh Trường Giang Nhã Phương thực sự tái hợp, fan mừng rơn. Các thánh xôi đã tinh ý phát hiện nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẫn đeo chiếc đồng hồ tương tự với chiếc của bạn trai họ Võ trước đó. Những ngày qua, Trấn Thành đang có chuyến lưu diễn xa nhà. Theo tiết lộ của ông xã Harry Won, anh vắng nhà nửa tháng đi quay ở khu vực miền Trung, trong đó có cố đô Huế. Dù tức bực với lịch trình công việc, nhưng danh hài họ Huỳnh vẫn tranh thủ thời gian đi khám phá ẩm thực, ăn uống giao lưu, tâm sự với đồng nghiệp. Vừa qua ngày 26 tháng 7, Trấn Thành hào hứng chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò, đi ăn uống cùng Nhã Phương và các đồng nghiệp. Đăng tải bức ảnh selfie trong lúc chờ đồ ăn, nam danh hài họ Huỳnh hóm hỉnh khoe, gặp đồng bọn, đi ăn thôi. Bức hình đi ăn cùng đồng bọn của ông xã Harry Won ngay lập tức trở thành topic nóng. Nhận ra Nhã Phương, nhiều người thắc mắc, sao có vợ Trường Giang mà không thấy anh ấy đâu cả. Tuy nhiên, số khác lại quan tâm tới chiếc đồng hồ mà mỹ nhân họ Trần đeo trên tay. Theo đó, các thánh soi đã tinh ý phát hiện, nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẫn đeo chiếc đồng hồ tương tự với chiếc của bạn trai họ Võ trước đó. Điều quan trọng là cái đồng hồ của Nhã Phương, Trường Giang cũng từng đeo một cái như thế, một Facebook nhận định. Sau ít giờ, khoe bức ảnh đi ăn uống cùng nữ diễn viên Ngày Ấy Mình Đã Yêu, trưởng phòng ơn rời cậu đây rồi,
mới đây đã tiết lộ về cuộc nhậu với nam danh hài Trường Giang cũng vào tối qua, đăng tải bức ảnh cùng bạn trai Nhã Phương nâng ly bên bàn tiệc, Trấn Thành thú nhận: "Tôi ít khi nhậu, thế nhưng đêm qua chúng tôi đã uống và nói rất nhiều." Hình ảnh cụm ly và tâm sự trong đêm của ông xã Harry Won với Mười Khó đã nhận được sự quan tâm lớn. Chọc quê Trấn Thành không uống đã nói nhiều, huống chi có men, nhiều người lại chú ý tới chi tiết trùng hợp kỳ lạ. Dù được chia sẻ cách nhau nửa ngày, nhưng hai bức hình lại được ghi lại vào cùng một thời điểm là tối qua. Từ mốc thời gian của hai cuộc ăn uống, nhiều người cho rằng Trấn Thành, Nhã Phương, Trường Giang và các đồng nghiệp đi ăn cùng nhau, nhưng để tránh ồn ào nên cặp tình nhân ngôi sao né tránh chụp ảnh chung. Tuy nhiên, sự thật phía sau nghi vấn đã được sáng tỏ khi nhìn kỹ vào các chi tiết trong hai bức ảnh. Theo đó, sự khác biệt trong trang phục của Trấn Thành khi gặp gỡ Nhã Phương và Trường Giang hoàn toàn khác nhau. Một bức ông xã Harry Won mặc áo phông trắng họa tiết đen trước ngực, bức kia anh diện áo sơ mi. Qua tình tiết trùng hợp có thể thấy Trường Giang, Nhã Phương không cùng hội họp với Trấn Thành. Tuy nhiên, cặp tình nhân ngôi sao chắc chắn đang cùng có mặt trong chuyến lưu diễn tại miền Trung với ông xã Harry Won lần này. Thời gian qua, thông tin Nhã Phương, Trường Giang gương vỡ lại lành sau scandal tình ái bắt cá nhiều tay với mỹ nhân Việt như Nam Em và Khánh My. Nghi vấn tái hợp yêu đương của cặp tình nhân ngôi sao được lan truyền mạnh từ đầu tháng 7. Sau loạt hình du lịch Thái Lan, mới đây clip lại ghi hình ảnh Trường Giang, Nhã Phương sánh đôi bên nhau trong đêm tại quê nhà tiếp tục được hé lộ. Trong clip, nam danh hài Đức Quảng lái xế hộp màu trắng đưa bạn gái họ Trần đến mua sắm tại một địa điểm sầm uất thành phố Hồ Chí Minh. Theo những hình ảnh ghi lại, nữ diễn viên tuổi thanh xuân một mình bước vào mua sắm, còn bạn trai cô ngồi đợi ở xe. Mua hàng xong, Nhã Phương nhanh chóng ra xe cùng Trường Giang di chuyển tới một địa điểm khác. Ngồi trong xế sang, cặp tình nhân ngôi sao trò chuyện vui vẻ như không hề có chuyện giận hờn chia tay. Theo thông tin tiết lộ, đoạn clip Trường Giang và Nhã Phương xuống phố ban đêm bên nhau được ghi vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên tuổi thanh xuân lần đầu bày tỏ tâm tư tìm đến bình yên khi sóng lòng trỗi dậy sau màu tình ái của bạn trai Nhã Phương mộc bạch. Bình yên một thoáng trong tim mình, nơi mình luôn cảm thấy bình yên đó là quê nhà. Phi Thanh Vân khóc nghẹn nhận là em gái, thắp hương cầu siêu thoát cho đàn anh Thanh Hoàng. Phi Thanh Vân khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ bức tâm thư dài gửi đến nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng, người vừa mất vì căn bệnh ung thư vòm họng. Chiều 26 tháng 7, cả làng giải trí Việt bàng hoàng trước tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua đời ở tuổi 55. Ông bị ung thư vòm họng, đã điều trị suốt thời gian dài nhưng không qua khỏi. Sự ra đi của nam diễn viên gạo cội khiến khán giả lẫn bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau lòng. Mới đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi chia sẻ những dòng tâm sự xúc động về mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng. Nữ hoàng giao kéo không chỉ có nhiều cơ hội làm việc chung cùng cha đẻ vở diễn Dạ Cổ Hoài Lan, mà còn xem ông như một người anh trai của mình. Do đó, khi nghe tin dữ, Phi Thanh Vân không thể kìm nén đau thương và nhiều lần khóc nghẹn. Trong bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1982 liên tục cầu nguyện và bày tỏ sự thành kính phân u đến cây cổ thụ làng sân khấu kịch. Sáng nay, cũng như thường lệ, tôi đọc báo để nắm tin tức mới mỗi ngày, nhưng bản tin đầu tiên tôi đọc được lại làm tim tôi đau nhói. Thân thể tôi bỗng nhiên nặng trĩu, cảm giác choáng váng không tin vào những gì vừa đọc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua đời. Tôi run run đọc hết bài viết, hít một hơi thở thật sâu, như để cố ngăn lại cảm giác đau đớn đang dâng lên. Nhưng không thể, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Tôi òa khóc, ôi anh trai của tôi, người thầy của tôi. Tôi không tin anh đã mất, anh là người hiền hòa và giản dị trong mắt tôi. Ký ức của tôi về anh là nụ cười thật sảng khoái, tiếng cười khỏe vang cả một khu sân khấu hay trong không gian của phòng chờ diễn viên mỗi buổi quay phim. Thi thoảng tại một quán cà phê vắng mà anh em nghệ sĩ chúng tôi hay ngồi, tôi rất thích nghe anh kể về những dự án phim sitcom do anh viết và sẽ làm đạo diễn lên đến cả trăm tập. Trong đó anh luôn muốn đề cao tính nhân văn để làm gương cho giới trẻ chúng tôi học theo. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, tôi đã là em gái của anh 11 năm. Dù không thường xuyên gặp nhau, nhưng anh là người tôi rất nghe lời và nể trọng. Sau khi đọc xong bản tin về sự ra đi đột ngột của anh, tôi bước vào trong gian phòng thờ nhà mình. Khác với mọi ngày, tôi thường cầu xin cho gia đạo bình an và may mắn. Nhưng hôm nay, tôi toàn tâm toàn ý, khẩn cầu sự siêu thoát cho anh. Tay thắp nén nhang với cầu mong anh ra đi thanh thản và sớm về cõi niết bàn. Sâu thẳm trong tim mình, tôi tuyệt đối tin vào điều ấy. Vì tất cả nghị lực phấn đấu, lòng tốt, lòng nhân hậu mà anh đã dành cho tôi và mọi người trong suốt 55 mùa xuân của cuộc đời mình. Dù thân xác anh không còn tồn tại nơi phàm trần này nữa, nhưng ở trên bầu trời cao xanh kia là khuôn mặt và nụ cười của anh vẫn ẩn hiện thấp thoáng sau những áng mây.
Đời chỉ là cõi tạm và cuộc đời này nợ anh lời cảm ơn vì anh đã đến, đã sống và cống hiến hết mình. Hãy về bên vòng tay thương yêu của ba mẹ và trời Phật, vĩnh biệt anh trai Thanh Hoàng yêu quý của em gái, Phi Thanh Vân viết. Phi Thanh Vân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người anh thân thiết. Phi Thanh Vân không ngừng cầu nguyện cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng kể từ khi biết tin anh. Phi Thanh Vân từng tham gia nhiều phim với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng. Có ai như Trấn Thành, dìm hàng chiều cao của Việt Hương lầy lội đến mức này? Chỉ với một bức ảnh, nhưng Trấn Thành cũng đủ khẳng định về sự lầy lội của mình thì khó ai có thể vượt mặt. Trấn Thành được mọi người biết đến là một nam MC, một diễn viên hài duyên dáng. Hàng đầu làng giải trí Việt, với khả năng hoạt ngôn nhanh nhạy, ông xã Harry Won luôn làm bầu không khí nơi anh xuất hiện, luôn ở trong trạng thái sơm tụ. Đặc biệt Trấn Thành luôn nghĩ ra nhiều tình huống gây cười, đều trêu ghẹo đồng nghiệp từ sân khấu lên đến mạng xã hội. Mới đây nhất, anh tìm ra và đăng tải một bức ảnh về hai chú ngựa. Cụ thể, hai chú ngựa này có sự chênh lệch rất lớn về chiều cao. Theo đó, anh còn đính kèm dòng trạng thái cho khoảnh khắc này: Phạm Hương và Việt Hương. Có thể nói trí tưởng tượng của Trấn Thành rất phong phú. Chỉ với một bức ảnh, anh có thể dìm hàng ngay đàn chị Việt Hương. Ai cũng không nhịn được cười khi thấy nam MC cố tình trêu ghẹo người chị thân thiết của mình. Từ trước đến nay, Việt Hương như nguồn cảm hứng bất tận của anh. Trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng có thể lầy lội hết mức với nữ diễn viên. Cùng tên Hương nhưng Phạm Hương thì cao 1m74, còn Việt Hương chỉ vỏn vẹn 1m51. Tuy nhiên, khi vừa cố tình trêu chọc Việt Hương thì Trấn Thành đã bị các fan bóc phốt ngay lập tức. Một tài khoản nhanh chóng nhắn nhủ về bức ảnh hai chú ngựa. Cái này phải nói chính xác là Trấn Thành và Trấn Thành trước và sau khi mang giày độn. Quả thật, anh chính là nhân vật đam mê giày độn nhất nhì showbiz Việt. Trấn Thành sở hữu khá nhiều kiểu giày tăng chiều cao và thường mang đi dự sự kiện. Giày độn gần như là vật bất ly thân, anh mang đi khắp nơi, từ đi làm việc cho đến du lịch bốn phương.